smelling like trees. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ review cái bộ trang phục cuối cùng trong cái đợt collab lần này, có tên là Negi Makoto của nhân vật Lucky Guy, gã may mắn. Hình như đây là nhân vật nam duy nhất trong cái đợt cầu collab lần này. Con gấu thì nó cũng ở dạng đực ấy, nhưng mà nó không phải người các bạn. Nó chỉ là một con gấu bông thôi, được điều khiển bởi nhân vật bartender. Rồi chúng ta sẽ vào trận. Lucky Guy thì bị nhiều khi lục ba cái hòm thì nó cũng chẳng được những cái đồ như ý muốn đâu, nhưng mà nó cũng hên xui may rủi lắm, giống như là chơi ba cái trò gọi là khoanh lụi đáp án trắc nghiệm, muốn đúng cũng chả đúng, mà muốn sai thì nó cũng chẳng sai, mà những cái câu vô tình khoanh tào lao mà chẳng biết đúng hay sai nó lại đúng, rất là bất ngờ. Phụ kiện cỏ ba lá, 4 hay 3. Từng ôi tim đập, gây xa gây xa đâu rồi, hình như là bài vẫn còn đây, cứ tạm thời núp đó. Phiên bản mới lần này các bạn có thể thấy là có cái nút thông báo hiển thị những cái thông tin giải mã máy, trị thương, xóa hầu. Khi nào mà các bạn gặp Hunter Rimwick thì các bạn sẽ xóa hầu, nó sẽ cũng hiển thị cái nút báo thông tin thế này, và các bạn cũng có thể báo cho đồng đội biết. Càng ngày survival càng có lợi, cho nên là mà nói chung là cũng nhiều trận chơi làm clip cho các bạn cũng khổ lắm, trầm cảm lắm. Sắp. Đó, binh lên được 26%. Lát nữa thì cố gắng cứu người thì mình có thể lục khẩu súng. Trong một trận đấu nếu mà chơi Lucky Guy mà mình có thể Discord được với nhau á, thì nó cũng có một lợi thế rất là lớn. Kiểu như đồng đội Discord cùng chung với mình thì họ chơi những địa phối á, mình lục được súng thì mình cũng có thể nhường cho họ để họ bắn làm choáng Hunter được lâu hơn. Nhưng mà bữa nay mình đang chơi đơn độc lẻ bóng, cho nên là thôi tạm thời cứ lục súng thì bắn riêng một mình. Cũng có những trận mình gặp đồng đội là nữ phối nhưng mà không biết giao tiếp làm sao để cho bạn ấy có thể lấy được cái súng của mình. Thôi tranh thủ bắn được thì cứ bắn thôi. Giá như mà cái game này nó phát triển một chút về cái mic giống như là bên Liên Quân thì mình có thể giao tiếp được mọi người rõ ràng hơn rất là nhiều. Nhưng mà game này nó đòi hỏi các bạn phải tập trung cao độ lắm, cho nên nhiều khi cập nhật những cái mic thì mình thấy là nhiều nói chuyện linh tinh rồi gây mất tập trung rồi không thể cai được. Hồi trước thì cũng thấy server bên Trung có cái micro ấy, nhưng mà chắc là bên server quốc tế này thì nhiều người chơi, nhiều quốc gia chơi, rồi đâu ra là cái mic thì người này nói tiếng này, người kia nói tiếng kia, nó lộn xộn hết lên. Cho nên mình nghĩ là bản quốc tế này chắc cũng không có đâu. Nhưng mà cũng hy vọng là ngày nào có, bởi vì dân Việt Nam mình chơi game này cũng khá là nhiều. Đếch gì đây? Ấy, được cái súng này, may quá. Thơm. Từ từ, canh nó đánh nha. Chủ tế xong mình bắn cho phát. Từ từ nha. Ô, không nhấc bóng chủ tế à? À đây. Khiếp, làm gì mà vội thế? Hai bên cover cho bạn nữ chủ tế quá trời luôn. Này. Đánh bạn của mình này, nhấc bóng này. Đỡ đòn. Ôi giời ơi. Cố gắng hết sức rồi nhưng mà vẫn không có được. Phải làm sao? Lucky Guy thì các bạn có thể lượm được những cái dụng cụ của các survival khác, và nó cũng khá là mạnh trong cái việc đi cứu. Các bạn cũng có thể lên nhánh 6 giờ nhá. Như mình thì cũng đang lên nhánh 6 đây, để đi cứu đồng đội cho nó sướng. Được nhây, được gặp Hunter. Buồn buồn đi sửa máy cũng khá là chán.
Nào. Nào, cover body block. Rồi 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 rồi, chạy thôi. Trời ơi, đặt cái vòng ghê sợ luôn ấy. Đặt cái vòng muốn xỉu. Để mình lục thêm khẩu súng nữa mới có được không? Cái này chắc khó. Kể đâu vàng đang sửa máy được 58% rồi. Mình còn nhánh 6 để mình cứu. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tạo nên sự quý tộc. Dù là còn nửa máu nhưng vẫn khô máu à. Nó không cam, nó không cam, nó không cam. Chạy đi, chạy đi. Rồi, 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 rồi. Nhiều cái quả bóng nhìn chán. Cố lên chủ tế ơi, sắp nổ máy rồi, đã kích hoạt máy móc hóa rồi. Kẻ đào vàng đợi chủ tế gục nữa là nổ máy luôn là vừa. Hay quá, nổ máy thôi. Quá ngọt. Team thế này mới gọi là team chứ. Cũng mong chủ tế thoát được nhưng mà mình nghĩ chắc cũng khó. Khá là khó, cơ hội nó hiếm lắm. Nhiều khi thoát Hunter khỏi mất đỏ nó dựa vào yếu tố may mắn đấy. Thôi, thôi xong, thôi xong. Để mình lục cái hòm coi có gì chơi không. Súng tiếp coi. Được khẩu súng đâm ra lại vui á. Súng, súng, súng. Úi dồi, kim tiêm. Ui, 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 dịch chuyển. Chết rồi, hồi nãy biết ngay. Biết nãy chui vào là xong. Lục ba cái hòm được kim tiêm. Để mình ra đây mình chích á. Kệ có kim tiêm nó cũng đỡ. Nhây được một tí với chị gây xa. Trời ơi. Mình đang sử dụng cái bộ skin bác sĩ cho nên là tái sinh hay sao ấy. À hoa, hoa đỏ rực lửa. Ờ đúng rồi. Cho nên là đang cầm cái kim tiêm của cái bộ skin này. Trời sáng trong xanh trở lại rồi. Giờ chỉ có chờ gây xa hết mắt đỏ để đi ra thôi. Nhanh thôi còn mười mấy giây nữa hả? Hôm nay là ngày thứ bảy rồi, chiều nay tranh thủ đi siêu thị chơi lòng vòng. Tại bây giờ dịch Covid nó cũng hết rồi, cũng thoải mái hơn rất là nhiều, không bị cách ly linh tinh nữa. Xong chiều mai lại bắt đầu hành trình đi học tiếp. Nhanh hết tuần ghê luôn á, kiểu như mình thở cái là mới tạm biệt giáo viên vừa rồi xong cái chuẩn bị lại gặp lại vào hôm thứ hai rồi. Thôi thoát luôn đây. À, đang tìm góc đát đó. Đó, mình biết cái màu đó lắm. Các bạn đừng chuyển kênh nhé. Mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho các bạn cùng xem. Anh chàng Lucky Guy. Và để bật được cái màn hình vào game khi mà các bạn thấy con gấu đập cái màn hình nó vỡ ra từng mảnh ấy, thì các bạn phải bật mắt cấu hình chế độ cao thì mới hiển thị được. Mình thấy có vài bạn comment thì tiện đây sẵn clip mình trả lời luôn. Hình như là bật cấu hình thấp như những cái đợt Persona 5 vừa rồi. Ui, ui mà Red Lady, Red Lady. À nó vẫn không thấy mình, nó vẫn không thấy mình. Cái đợt mà Persona 5 vừa rồi nó cũng màn hình màu đỏ nó vỡ mấy cái gương ra ấy. Thì cũng phải bật cấu hình cao, không là nó cứ màu xanh như là những cái chế độ bình thường. Mà thường thường là các bạn hay sử dụng điện thoại Android nhiều hơn iPhone đúng không? Tại vì mình nghĩ là iPhone thì giá nó cũng khá là chát. Android thì rẻ hơn nên là đa số là mọi người sử dụng Android cũng rất là nhiều. Mà Android thì chơi game không được hay, không được tốt bằng bên iPhone. Còn về Wi-Fi thì mình nói cũng rất là nhiều rồi. Mình xài VNBT với lại trên thành phố thì mình xài mạng Viettel. Khá là ổn định. Còn nghe đồn đâu phong phanh FPT rồi SCTV cái gì đó. Tôi thấy lác lác được đúng rồi. Thật sự. Cái đó là mình không thể bàn cãi mà.
Tại vì cơ bản là mình cũng đã trải nghiệm cái wifi của FPT rồi. Cái VNPT á, các bạn biết sao không? Ở nhà mình có hai căn sát nhau thì mình ở bên phía căn bên này, wifi để ở căn bên kia nhưng mà chơi game vẫn mượt. Còn FPT thì cái đó là khỏi phải nói. Nó không thể nào load được cả cái YouTube luôn á, chứ ở đừng có nói là chơi game. Áo, tạo gương. Thôi. Chị cầm ghế đi, chị cầm máy cái gì. Chém ghế. Cho nên là sau này có kêu phụ huynh đổi VNPT thì đổi, hoặc là Viettel mình thấy cũng khá là ổn. Tại vì Viettel là cái mạng của Phúc Gia Việt Nam được sử dụng cũng khá là rộng rãi, cho nên là lúc nào cái tín hiệu đường truyền của họ cũng phải tốt. Nếu như mà yếu thì sẽ bị phản hồi ngay, phá sản ngay. Ê, trận này gặp luôn cả gì? Nữ điều phối này. Hồi nãy bạn này có đòi mình dùng skin của bartender, nhưng mà bartender đăng ngày hôm qua rồi. Chẳng lẽ giờ chơi nữa thì cũng chán. Tranh thủ lại. Ui, nước hoa hay quá. Tạo gương hay phết luôn, nó không phải đùa đâu. Khiếp, tập trung đi cứu Phương sư như hỗ trợ. Mình cứ ảnh hơi đi sửa máy thôi, bởi vì nếu như ra máy không sửa là thua chắc luôn. Tuy là có nhánh 6 nhưng mà có người danh cứu rồi. À, trận đấu này sương sương là mình thấy 3 người lên nhánh 6. Ui trời ơi. Bắn súng rúng màn hình lên. Nghe nó đã thiệt. Bartender đây rồi. Lady à. Quý cô, quý bà. Ôi máy còn chút nữa thôi. Buồn muốn gớt nước mắt. Nữ điều phối đang giải mã ở phương nào đó 1%. Ok. Ôi, chị đỏ chị dí nữa rồi. Ô, dí bartender. Cố lên bartender. Ui, còn một chút nữa thôi, cai một chút nữa thôi. Phải nói là bạn Hunter này chơi Red Lady Madam thì mình thấy cái tạo gương hay phết. Chém nhiều pha. Ảo thật. Giờ còn một máy. 60%, đi kiếm súng. Súng. Không ra súng thì tôi khóc luôn đó trời. Súng. Rồi. Giờ mà có bạn nữ điều phối mà hiểu cho các bạn cái súng thì tuyệt vời luôn. Nhưng mà tiếc. Thôi để mình có nhánh 6 thì mình đi cứu. 8, 9 rồi. Gì ấy? Ờ, đi cứu. Trước vạch luôn á, không phải đùa đâu nha. Ê, nó xuống đó. Biết ngay mà. Hay quá, nổ máy rồi. Úi. Bắn cho phát. Trời ơi. Viên đạn nó bay theo đường elip. Xuyên không gian để đến bên Madam. Đi vòng sang kia kiếm cái cổng. Giờ mà bartender mà không thoát được nữa thì chắc là mình cũng bó tay thôi, không thể cứu được nó mắt đỏ. Cứu hết sức, hết mức. Ok, mình tới giờ. Đây rồi. Ủa, nó điều phối đâu? Nữ điều phối đâu nhở? Đây rồi. Ui dồi ôi, bà ấy có cái găng tay. Xịn sò. Thôi thoát khỏi đây và kết thúc video clip thôi. Không thể cứu được bartender rồi. Và hẹn gặp lại các bạn vào những trận đấu lần sau. Nhớ ủng hộ channel của mình nha. Channel của Hoàn801. Và bye bye.